Anh em và chào mừng đến quay trở lại với channel Sĩ Z. Đang gặp quả Yon chịu thật. Hạ địch lại nhận hai trang bị à? Lại vào nhau nhận trang bị à? Khó ghê, khó ghê. Đồ xấu à. Đồ xấu quá nhỉ. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại em sau chuyện thua. Bye bye. A few moments later. Hai anh em đây là mình rồi. Sau chuyện thua. Chúng ta một vài con tướng ở đây. Chưa ra bài vở gì lắm nhưng mà cũng có triển vọng anh em ơi. Có triển vọng trong một cái bài gì đấy. Yon 17 con không ai lấy, ok. Làm quả thánh đồ nhỉ. Thương à, thương à, lại thương à. Chín mươi đánh là thắng luôn nha anh em. Đây chữ thua mình không bị trừ nhiều lắm. Ground control, we have ignition. Bực mình của anh Yon quá anh em ơi, anh Yon lỗi lắm nhỉ. Choáng thế ai chơi được. Rồi không tìm một phát, ok. Nguyện vọng. Nói chung là chúng ta đã chơi hắc ám chăng? Chi hồn rồi, có thương rồi. Thì kiếm mấy cái đồ mana thôi anh em ơi. Trận này có hai bạn trợ thủ, ba bạn trợ, bốn bạn trợ thủ luôn này. Uy tín đấy anh em ơi. Sẽ rất là cân nhắc để chơi hắc ám nhé. Hắc ám gì thì cũng chưa rõ. Em chỉ cần biết là một cái hắc ám gì đấy thôi. Liên hiệp vào đây. Check phát nhé, một. Mỗi mình có thương này, ngon, ok. Rất nhiều sách thánh là anh em sẽ đánh thú khá là nhiều. Sẽ không tranh thú của anh em nữa. Cho anh em đánh thú nhé, bye bye, ok. Mình sẽ chơi những cái gì mà mình thích thôi. Hắc ám. Tí nít ulti một phát đẹp này. Ok luôn. Thua nhá anh em, chuyện thua 4 nhá, cố gắng để thua nhá, không phải thắng đâu nhá. Tuyệt vời anh em ơi, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Mới đi. Mới đi. Cứ xin lấy lại được tí nữa có con teo thì mình cho con teo. Cái gì đây sớm đấy nhỉ? Ôi sớm quá không. Nó hơi bị sớm quá không. Sớm được. Ai cái gì đấy, chạy này, tiên hiệp bỏ luôn, con này bỏ luôn, Noman bỏ luôn, tố lễ lên Alice 2 rồi. À, đã phi lao thì phải theo lao thôi anh em ơi, phi lao phải theo lao thôi. Floor xin đôi rồi bạn ơi, thêm phát xin đôi nữa không được, cái nít ulti đẹp,
Ok luôn. Mặc dù mấy quả dưới đáy kia trông nó cũng hơi phiền phức ghê. Nói hồi tí máu nữa còn là né tè, nói hồi tí máu đấy, bực thế nhở. Không sao anh em ơi, chuyện thua mà. À này né tè, ghét 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 ghét. 16 lên luôn cũng được nhưng mà không cần đâu, mình đang chuỗi thua mà. Voi nhưng mà có Alice 2 rồi nên là cũng đang hơi cân nhắc anh em ơi. Dự là bỏ thôi, dự là cũng bỏ hai bạn này thôi, cầm về cho vui thôi chứ cứ Alice 2 rồi thì còn đánh gì nữa. Chấm lặng ngon. Ui ít quả cánh quá, thôi chết rồi lại mất cái chuỗi thua của mình rồi, cái chuỗi thua của mình rồi. Có ít này kể ra để ở trên cao xong rồi nó cứ dính đam mà nó ulti cũng ok phết nhỉ, đấy cũng hay chứ. Cái này xin tí đồ nhá anh em nhá, chúng ta sẽ này phát phát 8 phát các thứ đó. Cho một con là được rồi. I can relate. Cause I'm a single. Đó, con bán thần nữa, cầm máu thêm. Thắng một. Mà đánh do nè. Mà có thương rồi đánh Yon thì anh em hay đánh Yon nhỉ, 1 2 3 cung. Không đánh Yon nhé, không đánh Yon nhé, anh đi đi, đi cầm khá là ngon. Cũng là một sự lựa chọn thú vị anh em ơi, cũng là một sự lựa chọn thú vị đấy. Thử phát xem sao, em có hiệu quả như lời đồn không? Lau giữ một con. Không ai có thương này. Lũ cười của ác quỷ. Chính bạn đứng yên, đúng rồi, Adit cầm lại, Floor Sien không được. Ignite ulti, ok đẹp. Thêm một phát truy hồn nữa Ignite thôi. Zina ulti hơi vô dụng. Chắc lại mất được chuỗi thắng của mình rồi. Sao em? Không biết phải làm gì hơn, đúng thật, không biết phải làm gì hơn. Lấy ra một mệnh cũng được, anh cũng hơi tiếc đấy nhỉ. Anh em hiểu lỗi khổ của mình không anh em? Nếu mà đấy mình lấy giáp của mệnh là mình sẽ bị ấy, bị hớ một tí. Giáp của mệnh thì mình đã không có thiếu mana cho rồng này, thiếu mana cho thên này, và cho đấy cho mana cho thên tí nữa mình cầm chơi con thên là cũng cháy mà anh em. Cháy phết chứ. Ôi trời ơi, đau quá. Đốt 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 đốt. Chơi ra mana cho con rồng nữa, ra cái thương ra mana cho con rồng. Chưa chắc là ok em. Thường con rồng này. Mà lúc không chơi. 8 con các bạn ấy bắt đầu lấy rồi. Với khó ghê, con này dính đam một tí. Chịu khó lên. Too bad the best don't do it for you.
Now he's thinking about me, and the night, oh, isn't it sweet, I guess so. Oh, đẹp này. Hồi 4 này. Alice câm lặng luôn. Úi dồi, một đường thẳng anh em ơi. May con kia có choi ấy. Ôi hay, thua vừa đủ rồi. Ok anh em ơi. Dude, what the fuck, bro? Thua một trận nữa là ok này anh em ơi. Thua thêm một trận nữa là ok này. Vẫn ok, so far so good anh em ơi, vẫn chơi được, 8 con rồng. Và này ra thêm quả ngọc đại các thứ nữa, đúng điên. Truy hồn, thên, thên có đồ. Nó không bổ được luôn thôi nhưng mà nó cũng có đồ. Omen cần đấy. Nào CD, CD mana là em ơi, cần rất nhiều mana đấy. Đang cần rất nhiều mana ở đây đấy. Rất nhiều mana, rất nhiều nắc này. 9 con nắc. Mấy con rồng nữa, mấy con rồng anh em ơi. Mỗi ngày nó đang rồng nó càng ít đi. 8 con rồng. Quy à. Thần lại có này. Mấy con rồng à. Thật luôn ấy hả. Hắc ám quan trọng hơn. Diên không kịp. Câm lặng. Ba con kia nó xiên mất con ấy của mình rồi. Chúng ta cần đồ đẹp, cần ngọc đại luôn, cần một cái mana gì đó luôn anh em ơi. Ta cần con rồng nữa. Ra là cút đây. Cảm giác rồng phải đập lên 2 luôn anh em ơi. Mình thời gian để trì hoãn và chơi đùa nữa rồi. Nó năm khắc ám rồi. Không kịp, không kịp. Chưa thua là may rồi.
Đã đợi lên thêm 2 luôn nhá. Chơi luôn anh em ơi. Có mày đẹp không? Có mày thổi đẹp không? Khá đẹp anh em ơi. Đẹp, đẹp đẹp. Ngoại trừ bạn này ra, bạn này mà chơi mình ra là mình chịu này, nhưng mà còn góc còn lại là đẹp anh em ơi. Con thiên hai xuống bổ ra truy hồn nữa. Nào này có đổi góc không? Không đổi góc là mình ok. Mình chưa trợ thủ đâu anh em ơi, gần chúng ta cần một con Anet Sephira ấy nhỉ. Phải phải roll thêm rồi anh em ơi. Chưa lên 9 được luôn rồi, quên mất, từ mới đầu đi. À không, vẫn là lên 9 nhỉ, mình không đủ. Không đủ mình sẽ bị ấy thừa con hắc ám. Lên 9 đi, không sợ đâu. 9. Xuống dưới đi. Góc này đẹp. Thêm bổ nữa là đẹp. Hai phát ok. Ok anh em ơi, con thêm 2 cứu mình. Còn 19 rồi, ok. À đấy, mình cũng hơi liều ấy, quả đấy nên mình nên tìm con Sephira một tí cũng được. Sao? Liều này đây rồi, liều hiệu quả. Bây giờ cần con Sephira đi lắc là ra xong này. Đây em chỉ thoát tim thôi mà. Mình gặp bạn cần thương đúng không? Rồi bây giờ hết thương rồi này. Một con cát bên này, một con cát bên kia anh em ơi. Chúng ta sẽ phải để con rồng vào góc tiếp. Không chạy đâu. Không biết tỉ lắm nhỉ, con cát mình không có đồ. Con Alice lên trên. Cát xuống đấy. Thên đứng đây bổ được này. Truy hồn của Thên cho Alice à. Nacot đi, đúng chém, à thôi. Hay kết cho con này. This is the source of all powers. Mang tạm thời không biết cho ai em ơi. Con cát xuống đáy, con cát ba đồ kia. Đấy, kết thêm cái chơi được á. À, đi đứng trên á. À, đi đứng đây cấm lặng này. Ông men đứng đây đi, đi đứng kia. Mà bạn thương rồi đi, đi đây. Ok anh em ơi, pha bổ là cũng đi đời hết của team địch rồi. Tính truy hồn, ok anh em ơi. Chơi game chỉ thoát team. Chứ được trợ thủ đâu ấy, mình cũng cần trợ thủ đấy. Mình vào này không? Vào này thêm đồ. À không, chưa thêm, bạn này nhiều máu. Cần một tí sách thánh nhỉ, nhỡ không ra sách thánh thì tiếc cái choi này nhỉ. Sao, liều đi. Ra. Mẹ để có thương kiểu gì buồn cười này. Thế bắt giữa không không? Đi thì mình. Comment. Thên à.
Có con Volcat tanh được anh em ơi, không có trợ thủ nhưng mà có con Volcat tanh được. Thêm là 6 con. Làm có thêm 3, làm nhẹ có thêm 3. Ê mình phá bạn nào. Mình phá bạn nào rồi anh em ơi. Để kia vả nhau bạn ấy thêm đồ không? Mình người gặp nạn anh em ơi. Không ổn chút nào. Có Dirac à? Mình nói cái gì ý nhờ, mình vừa nói cái gì ý nhờ. What did I say? What did I say, baby? What did I say, baby? Góc này vẫn đẹp anh em ơi, góc này vẫn đẹp, góc này vẫn chưa phải là xấu đâu. Ngoại trừ bạn này đổi quả Asenka sang bên kia thì hơi xấu rồi. Lại góc này cũng đẹp. Chơi được. Thương bắt đáy, ok. Rồng thổi trước này, xong rồi truy hồn này. Lên hai bổ. Ok anh em ơi. Truy hồn vào đầu. Đánh thương. Sống anh em ơi, vẫn sống. Chơi game sinh tồn. Cho nó thêm nhỉ. Chỉ cần dòng 2, con cắt 2 gì đó đi. Y như giảm không roll được đâu thì. Thôi roll đi. Chỉ phải ra 2 đi. What's up anh em? What's up bro? Khó của Nam Cường luôn, nó khó của Nam Cường luôn. Hai truy hồn thì chúng nói tại mình chứ không, mình không ném này. Hai truy hồn cho con rồng nhá. Chứ không, ra ném hai truy hồn cho con rồng. Ok, thôi mà cho con thên cấm này nó sẽ cũng im ba. Thông ra này cũng được. Quá lại một lần nữa yên tâm này. Team bro we trust. Quá lại một lần nữa yên tâm này. Ra có thể tăng sao ớ, mà ra hai con thên. Đấy thì biết ai, biết ai, biết ai liền. Volcat à? Thêm bổ góc này ngon hơn không? Nhưng mà cảm giác đứng, thêm đứng góc này không tanh được, cũng tốt bằng bằng góc kia nhỉ? Đúng đây bảo kê con rồng hơn anh em. Góc này là uy tín hơn. Là ra thẻ tăng sao không nào? Ra mình một cái thẻ tăng sao nữa mình mua con thên đấy liền đấy. Ra rồi. Đang này cho cái con Sephira nhé. Mình cho con Sephira đây luôn đi góc này. Còn đây con Adit ở đây. Hết góc này. Có một thương bắt đáy bên kia rồi không? Truy hồn Volcat. Góc này vẫn thổi được vào Volcat này. Điều không? À đổi góc à? Cáu thật. Đổi góc cho chúng tôi. Má cày công. Rồi chết rồi, chắc mình thua. À bực thật. Đổi góc. Thằng này. Mày học bưởi. Quấy mình chạy em kịp rồi đấy. Ở quả đấy cũng hơi liều, đã thôi cho lần sau cho rồng ở giữa. Có thương cho rồng ở giữa nhưng liều quá. Quá liều.
Hay choi không? Mình có choi chưa? Mình chưa có choi. Cho con rồng vào giữa liền anh em ơi. Đang phải bỏ con thên này thôi chứ không mua được ba con thên nữa. Mua ra là ba con thên anh em. Bây giờ cũng chỉ còn con thên này lên được ba thôi chứ không còn gì nữa. Các bạn kia đánh. Bây giờ mình gặp bạn kia mà bây giờ mình sẽ gặp bạn này. Bạn này thì mình lại đổi góc này thôi. Chắc là gặp bạn này không nhỉ? Gặp bạn này đúng không? Không có gì đặc sắc cả. Thế nó bổ cho hai phát đi cái team kia. Mày một con cắt hai này hơi căng. Biết được con cắt hai này hơi căng. Thì duy hồn rồi đúng không? Ok, một bạn đã đi. Ok, hai bạn đã đi. May mắn quá. Sẽ không phải may mắn đâu. Mình gặp bạn kia còn không mình sẽ. Ô, 100.000 đam này. Rồi mình ngồi đấy thổi 100.000 đam này anh em. Điên rồi. Á, à, chưa thắng này. Mày hả. Ơ. À, mình gặp bản sao à? Theo này ulti sẽ bị lệch sang góc bên này một tí này. Bắn vào đây này. Bắn chỗ đấy không có ai, ok. Malok rồi, mình phải làm Malok 3 rồi. Đây là mình. Cuối này. Cho con cắt nghỉ ở lại em nhỉ? Không sao, các bài đi được. Các bài đi được, em ơi. Có chắc không lên được nào. Von cắt nhảy vào đầu con. À con này có ấy. Thế này cũng không cân nổi rồi, chết tỏ giờ rồi. Gặp bản sau y bản chính là đi rồi anh em ơi. Bản chính ghê quá. Sợ ghê nhỉ. Khả năng khỏi đến mình phải để Von cắt ở lại thật. Tại vì con này có choi là con mình không để con ma lốc này. Để Von cắt ở lại tanh. Hai con cát đối đầu nhau thì nó sẽ không bị ấy. Hơi lỗi. Lỗi là tí thôi anh em ơi. Ê, anywho và mình đây kết thúc rồi. Anh em thích clip thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý mà thầy giúp mình phát triển kênh nhé. Nhất là cái góp ý của rồi để mình để con cát ở lại. Lỗi. Bắt tay anh em.